chúng tôi chuyên cung cấp bào ngư viền xanh của Úc. Đây bào ngư viền xanh của Úc này, bào ngư viền xanh của Úc. Bào ngư viền xanh được nhập khẩu trực tiếp từ Úc, bào ngư hút chân không, đóng gói kỹ lưỡng. Đây là size 7 con ký bào ngư Úc tại cửa hàng Hiếu Hải Sản. Đây các bạn có thể thấy bào ngư rất nhiều rất nhiều. Chúng tôi chuyên nhập khẩu và phân phối trực tiếp luôn. Đây các bạn có thể thấy bào ngư rất nhiều rất nhiều. Bào ngư Úc tại cửa hàng Hiếu Hải Sản. Còn đây là sản phẩm bào ngư viền xanh của Úc. Cái bào ngư viền đen và viền xanh là hai loại bào ngư được nhập khẩu trực tiếp từ Úc mà Hiếu Hải Sản đang phân phối. Cái điểm khác nhau giữa hai loại bào ngư này á thì là cái bào ngư viền xanh được đánh bắt xa bờ. Cái hương vị của cái bào ngư viền xanh thì nó nhỉnh hơn so với bào ngư viền đen. Cái loại về độ dinh dưỡng á thì giữa bào ngư viền đen và bào ngư viền xanh á nó cũng tương đồng, hầu như là tương đồng với nhau. Nó không có chênh nhau là mấy, chủ yếu là chênh nhau về cái hương vị. Thành ra cái giá bán cái bào ngư viền xanh này thì giá nó nhỉnh hơn cái bào ngư viền đen. Đây là những con bào ngư đen tại Hiếu Hải Sản. Hàng này được nhập khẩu trực tiếp này. Đây, bào ngư viền đen đây. Ở đây là sản phẩm vi cá. Vi cá mập. Đây, hiện tại Hiếu Hải Sản có nhiều size vi cá khác nhau. Đây là size lớn, size trung này, size nhỏ này. Đây còn đây vi cá tước sợi. Cái loại này là tiện lợi, rất tiện lợi. Bào ngư sống nhập khẩu. Thank you.